Xin chào mọi người, hiện tại là tôi đang đi trên một khu phố đi bộ. Khu phố này có lẽ chỉ hoạt động một ngày duy nhất trong năm, và nó được bố trí trên một con đường rất là đắc địa, một con đường rất là quan trọng của thành phố Quảng Ngãi, đó là đường Quang Trung. Chúng ta thấy là rất là nhiều du khách, chắc là cũng là đa phần là người địa phương tụ tập về con đường này để chung vui trong một ngày cũng rất là đặc biệt, đó là ngày Giáng sinh, ngày Noel. Và hiện tại là chúng ta đang đứng trước thánh đường lớn nhất của Thiên Chúa tại thành phố Quảng Ngãi. Và ở đây thì rất là nhiều người dân đã đến cùng chung vui với lễ Noel, mặc dù là có thể trong số đông này là theo nhiều tôn giáo khác nhau, tuy nhiên là cùng chung hòa chung vào không khí của Noel thì mọi người cũng kéo đến đây rất là đông. Và chúng ta thấy là một điều rất là thú vị, chúng ta có một đoạn đường đi bộ rất là đẹp trên đoạn đường từ ngã tư Phan Bà Châu, Quang Trung đến ngã tư Phan Đình Phùng, Hùng Vương, xin lỗi nhầm là Phan Bà Châu Hùng Vương và Phan Đình Phùng Hùng Vương. Đoạn đường này thì tập trung rất là nhiều cơ quan của nhà nước, trong đó có Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, Thanh tra tỉnh và ban, và Sở Du lịch, đặc biệt là Sở Du lịch. Chúng ta phía trước chúng ta thấy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của Quảng Ngãi. Và có thể nói là việc hôm nay có con phố đi bộ như thế này cũng là một trong những cái ý tưởng, hy vọng là đến một thời gian nào đó thì Quảng Ngãi cũng sẽ có một con phố đi bộ như thế này và sẽ hoạt động thường xuyên trong năm, có thể là vào những ngày cuối tuần. Chúng ta sẽ có những con phố đi bộ như thế này, những đoạn đường đi bộ như thế này để mọi người dân có thể là dành những phút trải nghiệm thật là tuyệt vời cùng gia đình, tản bộ trên những con phố, và ở đó thì có những hoạt động về vui chơi, những hoạt động về ăn uống vân vân. Và hy vọng là với cái video này, kỷ niệm này thì hy vọng là trong thời gian gần nhất Quảng Ngãi sẽ xuất hiện thường xuyên những con phố đi bộ như thế này để không những phục vụ khách trong tỉnh, trong địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi mà còn phục vụ cho những du khách du lịch từ khắp nơi đến với Quảng Ngãi có một điểm để trải nghiệm vui chơi, có một điểm để tạo ra một điểm nhấn cho những hoạt động đêm cho Quảng Ngãi. Chúng ta cùng hy vọng nhé. Chào đi con, chào đi. Và đây là một lời chào của một du khách nhí, và hy vọng chúng ta sẽ có những bước tiến mới và sẽ có những con phố đi bộ trong tương lai.